V-League 1 mùa giải 2024-2025 dự kiến diễn ra từ 14 tháng 9 năm 2024 đến 21 tháng 6 năm 2025. Đây là phiên bản thứ 42 của giải đấu cấp độ cao nhất bóng đá Việt Nam. 14 câu lạc bộ sẽ tranh tài trong 26 vòng đấu trên 13 sân vận động tại 12 tỉnh thành để tìm ra nhà vô địch. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại V-League 1 2024-2025. Sân vận động thống nhất là sân nhà của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở phường 6, quận 10. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1929 đến 1931. Tính đến nay, sân vận động thống nhất đã trải qua tổng cộng 6 lần cải tạo và mở rộng. Sức chứa của sân vận động thống nhất là 14.400 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hiện tại khán đài B của sân vận động này đang đóng cửa để chuẩn bị cải tạo, nên sức chứa của sân thống nhất chỉ còn khoảng 10.000 chỗ ngồi. Sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai là sân vận động Pleiku, nằm ở thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1975. Từ năm 2008 đến 2010, sân vận động Pleiku được cải tạo với chi phí 60 tỷ đồng. Sức chứa của sân bóng này là 10.000 chỗ ngồi. Sân nhà của Đông Á Thanh Hóa là sân vận động tỉnh Thanh Hóa, nằm ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Lần gần nhất sân vận động đa năng này được cải tạo là vào năm 2023. Dự kiến sẽ tiếp tục có một đợt cải tạo trong mùa giải này. Sức chứa của sân vận động Thanh Hóa khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Hà Tĩnh là sân nhà của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nằm ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1991. Sân Hà Tĩnh sau đó được cải tạo vào năm 2019 với chi phí 62 tỷ đồng. Dự kiến, trong mùa giải này sân bóng này sẽ tiếp tục được cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hà Tĩnh khoảng 11.000 khán giả. Sân vận động Hàng Đẫy là sân bóng duy nhất tại V-League 1 mùa này được sử dụng chung bởi hai câu lạc bộ, đó là Hà Nội FC và Công an Hà Nội. Nằm ở phường Cát Linh của quận Đống Đa, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1934. Sân bóng này đã trải qua vài lần cải tạo, trong đó lần gần nhất là vào năm 2017 với chi phí 10 tỷ đồng. Hiện tại, một số khu vực khán đài của sân Hàng Đẫy đã xuống cấp và không thể sử dụng, nên sức chứa của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Sân nhà của Sông Lam Nghệ An là sân vận động Vinh, nằm ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1973 đến 1974. Sân Vinh cũng đã trải qua 3 lần cải tạo và nâng cấp vào các năm 2003, 2016 và 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Vinh khoảng 12.000 khán giả. Sân vận động Tam Kỳ dự kiến trở lại V-League 1 mùa này. Đây là sân nhà chính thức của câu lạc bộ Quảng Nam, nằm ở phường Hòa Hương của thành phố Tam Kỳ. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1980. Hiện tại, sân vận động Tam Kỳ đang được cải tạo. Dự án bắt đầu vào tháng 4 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025 với chi phí 40 tỷ đồng. Sức chứa sau cải tạo của sân vận động Tam Kỳ khoảng 12.000 chỗ ngồi. Do hiện tại, sân Tam Kỳ vẫn đang cải tạo và gần như không thể kịp thời đưa vào sử dụng cho ngày khai màn V-League, nên nhiều khả năng câu lạc bộ Quảng Nam sẽ tiếp tục mượn sân Hòa Xuân làm sân nhà trong giai đoạn đầu của mùa giải. Sân nhà của câu lạc bộ BKMX Bình Dương là sân vận động Gò Đậu, nằm ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1973 đến 1975. Sân bóng này sau đó được cải tạo vào năm 1985. Sức chứa hiện tại của sân vận động Gò Đậu khoảng 13.000 khán giả.
Sân vận động Quy Nhơn là sân nhà của câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định, nằm ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1976. Nó đã trải qua 3 lần cải tạo vào các năm 1981, 2008 và 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Quy Nhơn khoảng 15.000 khán giả. Sân nhà của câu lạc bộ Hải Phòng là sân vận động Lạch Tray, nằm ở quận Ngô Quyền của thành phố Hải Phòng. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1957 đến 1958. Nó đã trải qua 6 lần cải tạo vào các năm 1977, 1995, 2001, 2003, 2013 và 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Lạch Tray khoảng 17.500 khán giả. Sân nhà của đương kim vô địch thép xanh Nam Định là sân vận động Thiên Trường. Ở mùa giải này, Thiên Trường đã không còn là sân bóng có sức chứa lớn nhất. Nằm ở phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2000 đến 2003 với chi phí 75 tỷ đồng. Lần gần nhất sân Thiên Trường được cải tạo là vào năm 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thiên Trường khoảng 20.000 khán giả. Sân vận động Hòa Xuân là sân nhà của tân binh duy nhất ở mùa giải này, FHB Đà Nẵng. Nằm ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2013 đến 2016 với chi phí 300 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Hòa Xuân là 20.500 chỗ ngồi. Sau khi đội bóng trở lại V-League 1, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ cải tạo sân vận động Hòa Xuân với chi phí hơn 11 tỷ đồng. Nhưng vẫn chưa rõ khi nào dự án được triển khai. Sau khi phải chia tay sân hàng đấy, câu lạc bộ Thể Công Viettel quyết định chọn sân vận động Quốc gia Mỹ Đình làm sân nhà, qua đó trở thành câu lạc bộ sở hữu sân vận động có sức chứa lớn nhất giải đấu. Nằm ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2002 đến 2003 với chi phí 53 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được cải tạo để tổ chức SEA Games 31. Sức chứa hiện tại của sân Mỹ Đình là 40.192 chỗ ngồi.